Chào bạn, hôm nay Đồng Hồ TV sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ có tên là The Clock House. Đây là chiếc đồng hồ sử dụng máy đồng hồ của hãng SKP, được sản xuất dành cho thị trường Nhật Bản. Mã của đồng hồ là THC007, có kích thước khá là nhỏ gọn. Đường kính của đồng hồ này chỉ khoảng 25cm và có thiết kế mặt kính in các cái số giờ màu trắng ở trên này. Đồng hồ có 3 kim cũng màu trắng và có kim dây là kim trôi nên chạy rất là êm. Đây là chiếc đồng hồ treo tường trang trí với hình nền là hai chiếc lá cách điệu và vỏ ngoài là màu trắng. Vỏ ngoài là vỏ gỗ nhé, còn mặt này mặt kính nhá. Mặt sau thì chúng ta thấy là nhựa và máy đồng hồ này là máy kim trôi, sử dụng một viên pin tiểu kích cỡ 2 chữ A. Để chỉnh giờ thì các bạn sẽ vặn cái núm này. Nó sẽ quay kim phút và kim giờ. Điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này đó là khi mà các bạn tắt điện ấy, hai hình chiếc lá sẽ có dạng quang sáng rực lên. Các bạn nhìn xem ạ, nó rất là sáng. Đây là điểm nhấn của chiếc đồng hồ treo tường này. Toàn bộ hai chiếc lá được vẽ bằng dạng quang. Nên là khi mà các bạn tắt điện ấy, thì nền màn hình, thì nền của đồng hồ sẽ là hình hai chiếc lá rất là sáng. 6. Ở phần dưới 6 giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy tên của đồng hồ là The Clock House. Với thiết kế này thì cũng khá là kén về không gian kiến trúc. Tùy vào sở thích của các bạn thì các bạn sẽ chọn cái đồng hồ này vào cái không gian phù hợp. Thì nếu các bạn quan tâm tới cái đồng hồ này, các bạn có thể liên hệ Đồng Hồ TV theo số điện thoại ở bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh Đồng Hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các loại đồng hồ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.